con tôm. Nhìn hàng rồi các bạn nhé. Câu hôm nay câu như vậy nè, cứ rung cho anh đừng giấu. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay chủ nhật đây, hôm nay anh em đi rất là đông các bạn ạ. Có ba anh em câu mà có một số khán giả đi chơi cùng nữa. Bỏ chạy, bỏ chạy. Tại đằng đây có mấy ông anh đang câu ở góc này nha các bạn. Ở đây thì có thằng em đây, thằng em có ông hai ông người Hàn đang xem câu này các bạn này. Hôm nay anh em đi có ba cần thủ đi câu thôi, nhưng mà câu cùng rất là vui các bạn. Hôm nay mình mang máy quay rồi các bạn ạ. Mang máy quay để quay cho các bạn coi. Mình zoom sát vào được. Hôm nay xem thằng em lên trước anh hay là thằng anh lên trước em nhá. Hôm
Hôm nay cận thủ thằng em đang bảo là hôm nay có vẻ đuối rồi. Không biết là con đi được trước không này. Hôm qua đúng là hôm qua rét, hôm nay thời tiết nó nắng lên các bạn ạ, nó nắng mà không không có gió, nó ấm hơn được 2 độ nữa. Hôm qua 15 16 độ, hôm nay 10 18 độ các bạn, nhiệt độ tăng lên này, gió cũng có nhưng mà nó nhỏ nhưng mà nó có ánh nắng mặt trời. Cá này cứ tầm 12 giờ nó nắng nên là nó cắn mạnh hơn. Bỏ chạy à? Vừa có con bỏ chạy à? Chạy chỗ nào vậy? To à? Vậy là chứng tỏ cá vào rồi đấy. Cá có vào con lên rồi đấy. Vài con đấy, mày để ra cái chỗ cái nỗ 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 đó kìa, xong rồi rung cho anh đấy, cái nỗ nhỏ nhỏ đấy, chỗ cái cỏ che cháy đấy đó, đứng đấy mà rung, đứng đấy rung cho anh đi, đừng kéo mồi nữa. Con này 2 kg. Này, mày giật đi. Rồi, đóng đi. Đóng đi. Đóng đi. Đóng luôn rồi đấy. Còn chân dây lại, chân dây lại. Tăng tí nữa. Rồi, mất. Lên cá nha các bạn nhá. Một con. Đi lên hàng nha các bạn nha. Rồi, thả cá đi. Siêu to khổng lồ, đi bục quá. Nhỏ nhỏ một hàng ra đó cái. Đâu, cái túi đâu đấy? Rồi chào các bạn nha, mình tắt máy ạ. Nhả rồi hay là còn không biết. À còn cuốn rồi. Này. Đây này. Bài nào dưới? Đây. Cá cắn rồi các bạn ơi.
Giật đi. Một chút quả chuối. Ui to thế. Con đít. Con này bé rồi. Bé này. Con này bằng cột bắt tay thôi. Con này hơi bé các bạn ạ. Để con siêu to khổng lồ thì mình sẽ quay lại. Tí nữa mình câu được con siêu to khổng lồ. Rồi. Đó. Nhung. Hả? Thả gì bắt đi chứ. Bắt cho thả đi, nhiều người cần cá đấy. Đầy người đang đi cho cá để thả. Con này thả đi. Ký được rồi. Nó miên. À. Nói có vào đây không? Có, em đang quay mày. Đâu đâu cái thùng đâu này. Nói có sao? Không sao đâu. Không sao rồi. Mình bắt cho vào trong thùng em để ở trong xe to này. Con nó về kho. Em giật cá đúng lắm. Bấm coi gì vậy? Rồi, cuốn vào đây một tí đi. Rồi, cá cắn đây các bạn nhá. Dạ rồi. Chưa. Dạ rồi. Thế lâu quá mà. Con tóm. Lên hàng rồi các bạn nhá. Mình câu nhưng mà đưa cho cần thủ khác giật. Cho tụt bây giờ nói. Móc cái này thì chảy đi đâu. Mất sâu quá. Mất sâu quá. Sao máy lại hết pin được trời. Con này khớ đấy các bạn ạ. Con này chắc không phải hơn 2kg đâu. Ôi dồi ôi, 5kg. To đấy. Ôi con này to các bạn ơi. Thằng khủng rồi. Con này chắc 3 ký rưỡi. Con này to nhé các bạn nhé. Hơn 3 ký rồi. Là 3 ký rưỡi rồi. Đúng là hôm nay lại đi câu lại gặp may nữa rồi. Rồi con này to các bạn này. Hơn 3 ký rồi. Con này tầm 3 ký rưỡi. Lấy chẹp thôi. Cá thịt. Rồi chào các bạn nhé. Mình tháo bắt cá đã nhé. Cẩn đi, của nó đang nó kéo. Lại cá cắn rồi các bác ơi. Đấy nữa, tay rồi, chưa? Rồi. Mày quá. To quá, to quá. Cá cắn rồi mà không biết các bác ạ. Nó nuôi ta đặt cần ta định bảo lấy phát mà nó kéo cần luôn á. Nên đó, con tiếp nha các bác kia. Con này chắc ở tầm gần 2kg các bác. Có đâu. Ký 7, ký 8 đấy. Thì bà nói gần 2kg thôi. Con nói 2kg thôi. Khớ đấy. Ô, nó cắn mà nó nôi dây mình không biết. Chết. Cần thủ khuyên lên hàng tiếp rồi các bác ơi. À, vừa lên tuột à. Cần thủ kia vừa lên giật cá bị tuột rồi các bạn ạ. Thôi để mình tháo cá nhé các bạn nhá. Đem dưới à. Ui tay. Này lên tay đi. Kem này. Cần gì thì tím. Cá cắn rồi tiếp rồi các bạn ơi. Ô mất rồi. À chả cái cần ngắn đi. Cần này dẻo quá. Ngắn quá. À chả. Cá lại xảy rồi các bạn. Nó nhảy lên mà. Thank you.
lại lên hàng nha các bạn nhá. Con này nhỏ rồi, con này tí rồi. Chào các bạn nha. May quá. Mình tháo cá đó. Hãy